Xin chào tất cả các bạn. Trở lại cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay, chị sẽ tiếp tục trao đổi cùng với chúng mình về kiến thức nền của các văn bản văn học trung đại trong chương trình ngữ văn lớp 9 nhé. Và đặc biệt, chúng mình sẽ đi tìm hiểu hai phần nội dung rất quan trọng trong hai đoạn trích mà chúng mình được học, được trích trong ở truyện Kiều. Đó chính là đoạn trích Cảnh ngày xuân và đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Thế nên bạn nào đã vào học cùng với chị rồi thì hãy điểm danh ngay, được không? Ok, xin chào các bạn. Các em vào rất là đúng giờ này. Xin chào Phương Phương, xin chào Thái Sơn. Rồi, chị đã thấy các bạn ở đây rồi đây. Chị thấy Quang Hải này. Xin chào các bạn, được không nào? Rồi, chúng mình sẽ cùng với nhau đợi các bạn vào học đông đủ hơn là chúng mình bắt đầu buổi học hôm nay nhá. Các em đã tải được hết phần tài liệu buổi 2 và buổi 3 chưa? Phần tài liệu buổi 2 và buổi 3 chị đã đăng ở trong bài đăng điểm danh buổi 2 rồi đấy. Đã có khoảng độ 600 bạn vào bình luận. Và như đã hứa cùng với chúng mình thì chị sẽ đăng trước phần kiến thức cơ bản. Và nếu như mà đến cái mốc mà chúng mình đạt được đến 800 bạn bình luận thì chị sẽ gửi cho các bạn về tài liệu chuyên sâu của đoạn trích chị em Thúy Kiều nhá. Nhưng mà chị tin là phần tài liệu cơ bản các em cũng đã thấy rồi đúng không? Đầy đủ và chi tiết. Các bạn thấy thế nào? Ok không? Được không? Ok chưa? Các bạn đã nhận được hết tài liệu buổi 2 chưa? Buổi 2 và buổi 3 chị gộp chung vào một file đấy. Đó, bởi vì các bạn điểm danh lâu quá trời luôn, khiến cho những bạn mà điểm danh ngay từ đầu đợi rất là lâu. Thế nên là chị đã đăng trước rồi đấy. Các em đã nhận được chưa? Hôm nay là buổi học kiến thức cuối cùng. Buổi ngày mai mới là buổi cuối của khóa học. Nhưng buổi ngày mai sẽ là buổi chị chữa bài cho chúng mình. Ok chưa? Ngày mai chị sẽ đăng một bài đăng ở trong nhóm để các bạn nộp bài tập buổi 1. Một bài tập mà chị đã giao từ buổi hôm trước rồi đấy. Và nằm trong phần tài liệu buổi 1. Các em sẽ làm bài tập đó, làm bằng cách viết tay, đánh số trang đầy đủ nếu như chúng mình làm hơn một trang giấy, được không? Và chụp một cách ngay ngắn, nộp bằng cách là bình luận ở bài đăng của chị. Thì ngày mai chị sẽ đăng bài đăng đó lên và để cho các bạn nộp bài nhá. Ok chưa? Đó, được không nào? Bị mờ á, các em có nhìn rõ không? Đâu rồi, để chị kiểm tra nhá. Các bạn có nghe rõ và có nhìn rõ không nào? Để chị kiểm tra lại. Ok không? Rồi, đây để chị xem nào. À, hơi mờ một chút xíu nhở. Hình như chị để phần điện thoại hơi cao. Chị để cam hơi cao rồi. Nhưng mà không sao đâu, được không? Đây là phần mà chị... Đây là phần mà chị viết lại những câu thơ thôi, được không nào? Thế nên là các em cũng có thể quan sát vào sách giáo khoa nhá. Bởi vì là cái trụ điện thoại của chị bây giờ không để thấp hơn được xuống nữa. Được không? Nếu như mà vặn xuống thấp hơn là nó sẽ có một cái sự rung lắc rất là dữ dội. Thế nên là chị buộc phải để ở cao như thế này. Các em cũng có thể vừa lắng nghe và vừa theo dõi trong sách giáo khoa của chúng ta. Cụ thể là ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chúng mình đi tìm hiểu. Thứ nhất là về 4 câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân. Đây là 4 câu thơ rất đặc sắc cho thấy bút pháp tả cảnh của tác giả Nguyễn Du, được không? Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, phần kiến thức thứ hai chúng mình sẽ tìm hiểu đó chính là 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích. Đó cũng là những đoạn thơ, đó cũng chính là những câu thơ đặc sắc nhất của bút pháp tả cảnh ngụ tình của tác giả Nguyễn Du, được không? Thế là các bạn cứ hình dung nhá. Vậy là xuyên suốt trong khóa học mùa hạ của chúng mình, chị nói lại để các bạn hình dung ra được những cái lượng kiến thức chúng ta đã được tiếp thu này, được không? Khóa học mùa hạ của chúng ta. Thì tập trung vào phần văn học trung đại, đúng không? Tập trung vào phần văn học trung đại, chị viết tắt một chút nhá. Đó, và ở đó thì chúng mình được học những gì? À, chúng mình được học về vẻ đẹp của Vũ Nương, đúng không? Vẻ đẹp của Vũ Nương, đó, ok chưa? Đấy là phần kiến thức đầu tiên chúng mình được học đấy. Rồi, tiếp tục chúng mình được học về vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Đặc biệt là vẻ đẹp của Thúy Kiều luôn, có một buổi riêng học về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Tiếp tục buổi hôm nay chúng mình sẽ được học về nghệ thuật tả cảnh trong bút pháp tả cảnh của tác giả Nguyễn Du. Đó chính là 4 câu đầu của đoạn trích Cảnh ngày xuân. Đó, để chúng mình tìm hiểu về nghệ thuật tả cảnh. Nếu như bên trên đây là nghệ thuật tả người, được không? Và cuối cùng chúng mình được học 4 câu cuối trong Kiều lầu Ngưng Bích.
Và chúng mình sẽ được tìm hiểu về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Được không? Và đây, tất cả những phần 4 cái nội dung này cũng đã trải đều trong 4 cái văn bản rất quan trọng của nền văn học Trung Đại Việt Nam mà chúng mình được học trong chương trình ngữ văn lớp 9 đấy. Các bạn thấy không? Có chuyện người con gái Nam Xương nhá. Phần quan trọng nhất của chuyện người con gái Nam Xương, ok rồi này. Có chị em Thúy Kiều, phần quan trọng nhất cũng đã được học hồi này. Tiếp tục có cảnh ngày xuân, phần quan trọng nhất chúng ta cũng sẽ đi sâu. Rồi Kiều Lầu Ngưng Bích, phần quan trọng nhất chúng ta cũng sẽ học trong buổi hôm nay. Các em thấy chưa? Đó chính là lộ trình của khóa học mùa hạ. Và đối với các văn bản văn học hiện đại, chúng ta cũng sẽ học đầy đủ, cụ thể, chi tiết nếu như mà bạn nào chọn đồng hành tiếp tục cùng với chị ở trong khóa học kiến thức nền. Được không? Các em sẽ được áp dụng thẻ ưu đãi để được giảm 100k về học phí. Thế nên khi mà khóa học mùa hạ kết thúc, nếu bạn nào mong muốn tiếp tục được đồng hành thì các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học kiến thức nền các em nhé. Ok chưa? Học phí rất là ưu đãi với các bạn. Cụ thể như thế nào chị đã giới thiệu với các em từ những buổi học trước rồi đấy. Bạn nào còn chưa rõ có thể nhắn tin về cho chị, được không? Để chúng mình tiếp tục đồng hành trong những chặng đường tới đây nữa. Khi mà kết thúc khóa học mùa hạ này. Đó, ok chưa? Được không nào? Các bạn đã vào học đông đủ chưa? Ô sao bây giờ chị mới thấy có 80 bạn nhỉ? Các em giúp chị gửi link bài này, được không nào? Gửi link phần phát trực tiếp này vào trong các nhóm chat để cho các bạn khác khi không nhận được thông báo các bạn vẫn có thể vào học. Bởi vì chị biết là nhiều bạn là không bật thông báo hoặc là vì một cái lý do nào đó mà các bạn không nhận được thông báo. Thế là quên luôn, thế là không vào học luôn. Đấy, cho nên là các bạn gửi vào trong các nhóm chat giúp chị được không? Đâu rồi, những bạn rất là nhiệt tình đâu rồi, các em giúp chị gửi cái phần link phần phát trực tiếp này vào trong các nhóm chat của chúng ta. Chúng ta có 3 nhóm chat đấy, mỗi bạn tham gia một nhóm, thế thì bây giờ chúng mình gửi vào trong nhóm của mình để những bạn khác cũng vào học luôn, được không? Ok chưa? Đúng rồi đấy, đúng rồi, chúng mình ghi chép lại những cái phần mà chúng mình cảm thấy tâm đắc. Và bên cạnh đó tất nhiên là có tài liệu cho các bạn. Và chị cũng thông báo luôn này, tài liệu của buổi học ngày hôm nay là tài liệu về đoạn trích cảnh ngày xuân và tài liệu về Kiều ở Lầu Ngưng Bích sẽ dành cho những bạn nào nộp bài tập ngày mai, được không? Sẽ dành cho những bạn nào nộp bài tập vào ngày mai. Tức nghĩa là chị sẽ đăng một bài và các bạn sẽ nộp bài tập bằng cách bình luận tại bài đăng đó. Sau khi mà em nộp xong, em nhắn tin về cho chị thì đến buổi tối sau khi kiểm tra lại một lượt và chốt danh sách xong tất cả có bao nhiêu bạn nộp bài đấy thì chị sẽ đồng loạt gửi tài liệu riêng cho những bạn đã nộp bài nhá. Ok chưa? Nếu như hai buổi trước là chúng mình điểm danh để nhận tài liệu thì đến tài liệu buổi cuối này thì chị sẽ gửi cho những bạn nào mà đã làm bài tập đó để đảm bảo công bằng với chúng mình. Ok chưa? Các em đồng ý với cái phần đấy không? Các bạn đồng ý với phần đấy chưa? Đồng ý với chị không nào? Nhá, chị nghĩ là các bạn sẽ đồng ý thôi. Bởi vì rằng là sao? Các em cũng đã đủ đợi chờ mòn mỏi trong những ngày mà những bạn không quan tâm vẫn cứ tham gia vào khóa học. Thế là khiến cho chị phải đặt một cái mốc tối thiểu để khiến cho các bạn phải bình luận đầy đủ như thế chị mới gửi tài liệu. Thế thì bây giờ để chúng mình không cần phải chờ đợi quá lâu, được không nào? Đó, những bạn nào thực sự chăm chỉ và làm bài thì sẽ nhận được cái phần tài liệu xứng đáng với sự chăm chỉ đó. Thế nên, đối với ngày mai, những bạn nào mà đã làm bài tập thì các em sẽ nộp bài tập ở bài đăng của chị. Sau đó này, nhắn tin về cho chị, chụp ảnh màn hình cái phần bài tập đó và nhắn tin về cho chị. Thì đến buổi tối sau khi chốt danh sách xong thì chị sẽ gửi cho các bạn phần tài liệu. Ok không? Chứ chị sẽ không đăng công khai nữa. Được không nào? Chị sẽ không đăng công khai nữa. Và các bạn sẽ nhắn tin về cho chị qua những kênh như sau. Thứ nhất là kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở. Thứ hai là nick phụ của chị là nick Nguyễn Hải Quỳnh, được không nào? Và thứ ba các bạn cũng có thể nhắn, đó chính là nhắn cho chị Nguyễn Minh Hiên. Tức nghĩa là nick của chị Hiên là nick ngờ này, ngờ viết tắt của chữ Nguyễn ấy, Minh Hiên. Đó, để các em được nhận phần tài liệu buổi hôm nay nhá. Ok chưa? Có rất nhiều kênh để chúng mình có thể nhắn để tránh cái việc là chị bị quá tải ở tin nhắn ở cái phần nick chính này. Được không? Ok chưa? Đó, bởi vì là chị thường xuyên bị quá tải này, xong rồi phát trực tiếp nhiều quá nên là Facebook mới khóa mất nick của chị. Chị phải mượn nick của chị Nga để mà phát trực tiếp với chúng mình đây này. Ok chưa? Nên các bạn cũng thông cảm với chị cái điều đấy nhá. Được không? Rồi. Đúng rồi đấy, chính xác. Chị cũng vừa đỡ phải lọc nhóm. Những bạn nào làm bài tập chăm chỉ thì bạn nhận được tài liệu. Thế thôi, đơn giản mà. Các em có xem được không? Các bạn có xem được không nào? Ô lại bị lag à? Đâu rồi nhở? Chúng mình xem có mượt mà không? Có loát được không? Chị thật sự hôm nay chị cứ vừa phát trực tiếp chị vừa hoang mang.
Hoang mang không biết là có phải phát lại một lần nữa không giống như các buổi khác. Các em có xem được không nhở? Các bạn đã xem được chưa? Ok không các em? Được không nào? Chị xem vẫn ok này. Chị dùng một chiếc máy khác xem thì vẫn ok, vẫn loát được. Cả ba bài không các em ơi, các em chỉ có một bài tập về Vũ Nương thôi đấy. Các em chỉ cần hoàn thiện bài tập đó thôi và ngày mai nộp cho chị là ok. Đấy, được chưa? Bên em xem vẫn ổn, rất tốt. Được rồi. Nhưng hôm nay các bạn đi đâu hết rồi ý nhở? Hình như cứ càng cuối tuần các bạn lại cứ bận những việc gì ấy, chị không biết luôn. Rồi, đây là như buổi hôm qua chị đã nói đấy, là khóa học sắp kết thúc rồi. Và với số lượng các bạn tham gia, cái tinh thần của chúng mình cứ ngày một giảm đi như thế này, thì chị vẫn phải giữ đúng lời hứa với các bạn thôi. Đấy là kết thúc khóa học này thì chị sẽ xóa tất cả các phần phát trực tiếp. Thế nên những bạn nào mà chúng mình đến buổi hôm nay mới vào học ấy, các em hãy tranh thủ thời gian chúng mình xem lại cả những buổi trước đi nhá. Bởi vì là kết thúc ngày mai là chị sẽ xóa tất cả những phần phát trực tiếp này. Được không? Ok chưa? Bởi vì là chúng mình cũng đã thống nhất với nhau như vậy. Chị cũng rất là muốn giữ lời hứa cùng với các em. Và sau khi xóa xong thì nếu như mà chúng mình thật sự cần thì chị sẽ làm một cái cách nào đấy để tổng hợp lại và gửi riêng cho những bạn nào thực sự quan tâm. Ok chưa? Đấy nhá, đấy cũng là cái lời cam kết của chị đối với các bạn ở trong khóa học này. Các em đồng ý không nào? Được không? Ok chưa? làm không hay thì sao ạ? Ôi trời, các em ơi, như thế này nhá, chúng mình phải làm bài. Và làm xong rồi, chị cùng với cả các anh chị trong team đọc bài của chúng mình lên thì mới biết là chúng mình chưa tốt ở phần nào mà góp ý với các em được. Thế nên, dù là chúng mình chưa tự tin thì chị vẫn luôn khuyến khích các bạn làm bài thật là đầy đủ nhá. Ok chưa? Bởi vì chúng ta chỉ có thể tiến bộ khi mà được chỉ ra lỗi nào mà chúng mình chưa tốt này, chỉ ra cho chúng mình cái cách khắc phục này, đúng không? Chứ nếu như không làm và biết là mình đang sai rồi mà mình không làm thì làm sao mình sửa được đây? Thế nên các em cứ tự tin nhá, không làm sao phải ngại ngùng hay là tự ti gì cái việc chúng mình viết văn hết. Bởi vì là bạn viết văn tốt thì chưa chắc đã là một bạn mà làm được tất cả các bài. Nhưng mà chị tin những bạn chăm chỉ làm bài thì chúng ta có thể làm được một bài văn tốt. Được không? Ok chưa? Đó, được không nào? Môn văn là một môn mà đòi hỏi rất nhiều cái sự chăm chỉ của chúng mình đấy. Nên chị tin là chỉ cần các bạn cố gắng này, cần cù này, chăm chỉ này, đặt mục tiêu cho mình là chúng mình sẽ làm được thôi. Cộng với cả những cái phần góp ý chi tiết thì các bạn sẽ dễ định hướng hơn trong quá trình cải thiện trong những bài viết của mình đấy. Ok chưa nào? Rồi, được không? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào buổi học ngày hôm nay nhá. Mặc dù là chị cũng đã lường trước được cái tình trạng là các bạn đã rụng dần như thế này, các chiến binh, các đối thủ đã rụng dần như thế này, nhưng mà không sao, vẫn luôn có những bạn ở đây ủng hộ, vẫn luôn có những bạn ở đây mong muốn chúng ta học ở trong khóa học mùa hạ này với những phần kiến thức văn học trung đại mà. Nên là bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Ok chưa? Rồi, các em thân mến, những buổi trước chúng ta đã được học về chị em Thúy Kiều. Chúng ta đã được biết về chân dung của Thúy Kiều là nhân vật chính ở trong truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, đúng không? Tuy nhiên, điều mà làm nên một kiệt tác như truyện Kiều thì không chỉ dừng lại ở nghệ thuật miêu tả người của tác giả Nguyễn Du đâu, mà còn đến từ rất nhiều những cái bút pháp miêu tả khác. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai nghệ thuật nữa trong cái bút pháp miêu tả của tác giả Nguyễn Du. Thứ nhất, đó chính là nghệ thuật tả cảnh. Được không nào? Nghệ thuật tả cảnh. Thì chúng ta sẽ có 4 câu thơ tiêu biểu cho nghệ thuật tả cảnh, được trích từ trong đoạn trích Cảnh Ngày Xuân. Đây là đoạn trích mà nếu như mà xét về vị trí ở trong toàn bộ truyện Kiều thì là đoạn trích nằm sau cái đoạn trích chị em Thúy Kiều mà chúng ta vừa mới học. Tức nghĩa là sau khi giới thiệu về chị em Thúy Kiều này thì tác giả Nguyễn Du bước sang cái phần miêu tả về cái cảnh mà hai chị em đi chơi xuân. Được không? Trong tiết Thanh Minh thì Thúy Vân và Thúy Kiều cùng với các chị em cùng đi chơi xuân trong cái tiết Thanh Minh đó, và mở ra cái khung cảnh trong cái buổi chơi xuân đó chính là khung cảnh mùa xuân. Và tác giả Nguyễn Du đã có 4 câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân như thế này. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Với 4 câu thơ này chúng mình sẽ có những cái phần phân tích để thấy được nghệ thuật tả cảnh của tác giả Nguyễn Du các em nhé.
Còn về nội dung khái quát của cả đoạn trích cảnh ngày xuân, các bạn hoàn toàn có thể xem ở trong phần sơ đồ tư duy mà chị đã gửi đến các em rồi đấy. Những bạn nào nhắn tin về cho kênh fanpage cũng đã được nhận phần sơ đồ này rồi, được không? Đó chính là sơ đồ tư duy về đoạn trích cảnh ngày xuân với 3 phần chính nằm trong bố cục. Đầu tiên là cảnh thiên nhiên, là cảnh mà hôm nay chúng mình sẽ học thật là kỹ này. Thứ hai là về cảnh lễ hội và thứ ba là về cảnh trở về. Đó, các bạn hoàn toàn có thể xem ở trong cái phần sơ đồ tư duy này các em nhé. Được không? Còn hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cảnh thiên nhiên này. Đấy, các bạn thấy không? Ok chưa? Thế thì trong 4 câu thơ tả cảnh thiên nhiên này chúng ta sẽ đi vào những ý chính như thế nào? Đây, đầu tiên này, ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Chúng ta sẽ phân tích 4 câu thơ này theo cái bố cục là 2 và 2, được không? Ok chưa? 2 và 2, tức nghĩa là phân tích 2 câu thơ 1. Trong đó, 2 câu thơ đầu là để miêu tả và để nhắc đến gợi tả về thời gian. Ok chưa? Còn 2 câu thơ sau là để nhắc nhớ cho chúng ta, gợi tả trước mắt chúng ta là về không gian. Và cả thời gian và không gian đều gắn với mùa xuân các em nhé. Được không? Cả không gian và thời gian đều gắn với mùa xuân. Ở đây là ngày xuân con én đưa thoi, dùng từ ngày đó chứ không phải là mùa xuân, được không? Ngày xuân con én đưa thoi kết hợp với cả hình ảnh. Đây là một cái cách nói rất là quen thuộc trong dân gian, tức nghĩa là cái hình ảnh đưa thoi ấy, những cái thoi đưa ở trên khung cửi, ở trên khung dệt thì nó cứ thoăn thoắt. Vậy thì mượn hình ảnh đó là để nói về sự chảy trôi của thời gian các em nhá, được không? Thế thì con én đưa thoi kết hợp cùng với cả chữ ngày này là để nhấn mạnh là gì? Là thời gian cứ thế chảy trôi. Đây là một sự chảy trôi khá là nhanh, được không? Và tác giả cảm nhận được và cũng giúp cho bạn đọc cảm nhận được cái sự chảy trôi của thời gian đó. Mặc dù nhá, câu thơ vang lên, đúng không? Với những gì tươi đẹp nhất của không khí, của thời gian ngày xuân. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của sinh sôi nảy nở cơ mà, đúng không? Nhưng mà ngay từ câu thơ này, tác giả cũng đã cho thấy chút gì đấy phảng phất của sự luyến tiếc khi mà thời gian trôi qua rất là nhanh. Và kết hợp cùng với ý nghĩa của câu 1, sang đến câu 2 ta càng thấm thía hơn cái sự chảy trôi ấy. Thiều quang chín chục đã ngoài 60. Các em hình dung ra không? Thiều quang là gì nhỉ? Thiều quang là để chỉ ánh sáng đẹp các em nhá. Ánh sáng đẹp. Ok chưa? Thiều quang là ánh sáng đẹp. Đó, thế thì thiều quang chín chục đã ngoài 60 nghĩa là sao? Bên cạnh cái ý nghĩa là chỉ ánh sáng đẹp như thế này, ánh sáng đẹp này chỉ có vào, chỉ có vào mùa xuân. Và cũng chỉ có vào những ngày đẹp nhất của mùa xuân thôi. Chính cái ánh thiều quang này, được không? Chính cái ánh sáng đẹp đẽ này đã đem đến một cái màu sắc, một cái sắc thái cho 4 câu thơ này. Là một sắc thái như thế nào? Trong trẻo, được không nào? Một cái sắc thái trong trẻo và tràn đầy sức sống. Các em cứ hình dung là một khung cảnh mở ra trước mắt chúng ta và tràn đầy ánh sáng. Đó lại là một thứ ánh sáng trong trẻo, đẹp đẽ nữa cơ. Thì chúng mình đã cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên mùa xuân ngay tại câu thơ này rồi, đúng không? Và chỉ có những ngày đẹp nhất của mùa xuân thì có thiều quang, thì có ánh sáng đẹp đó. Tuy nhiên, đấy, như chị đã nói là kết hợp với cả ý nghĩa của câu trên này. Nếu như câu trên là sự thấm thoát của thời gian khi mà cứ chảy trôi từng nhịp như thế, thì đến câu dưới này, thiều quang chín chục đã ngoài 60, tức nghĩa là mùa xuân có 90 ngày, thì đã đến cái khoảng 60 ngày rồi, đã trôi qua được 60 ngày rồi. Và đây là cái giai đoạn cuối của mùa xuân, cuối xuân. Và nó gắn liền với cả tiết thanh minh. Đó là dịp mà đem đến cái không khí thiêng liêng cho nhiều gia đình. Thanh minh thì đi tảo mộ, đúng không? Thanh minh thì đi tảo mộ ngày xuân, chúng mình cùng với cả gia đình đi tảo mộ ấy. Tức nghĩa là có những cái giây phút thiêng liêng, suy nghĩ này, tưởng nhớ về những thế hệ đã mất trong gia đình. Đúng không các em? Ok chưa? Thế nên hai câu thơ này chốt lại nhá. Hai câu thơ này chốt lại, miêu tả và nhắc nhớ cho chúng ta, gợi lên trước mắt chúng ta về mặt thời gian. Đây là thời gian của mùa xuân, khi mà những ngày đẹp nhất của mùa xuân thì đã trôi qua và bây giờ đang ở độ những ngày cuối cùng rồi, được không nào? Hai câu thơ vang lên từng nhịp nhá. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Các bạn có thấy là đọc lên thôi cũng cảm nhận được từng nhịp chảy trôi của thời gian không? Các em có cảm nhận được không?
Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, đấy là hai câu thơ đầu nhá. Chốt lại là hai câu này tác giả đã gợi lên cái không gian, à cái thời gian được không? Cái thời gian vào cuối xuân nó gắn liền với cả tiết thanh minh. Đây cũng là những câu thơ từ đó gợi mở ra những diễn biến tiếp theo ở trong truyện Kiều. Được không? Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không nào? Chúng mình hiểu được hai câu thơ này chưa? Các em hiểu được hai câu thơ này chưa? Được không? Được không? Ok không nào? Nhá, đó chính là nội dung của hai câu thơ đầu. Thế nên nếu như mà thầy cô có hỏi chúng mình là gì? Là hai câu thơ đầu trong đoạn trích cảnh ngày xuân gợi lên cho chúng ta những cảm nhận về điều gì? Thì trước tiên các bạn phải khẳng định đó là cảm nhận về thời gian nhá. Thời gian đó là thời gian vào mùa xuân và đặc biệt là vào cuối xuân. Khi mà tác giả vừa gọi được thời gian lại vừa gọi được cái cảm giác nữa, đúng không? Câu thơ không chỉ vang lên để chỉ về thời gian mà còn gọi về cảm giác. Khi mà có chút gì phảng phất cái sự luyến tiếc ở đây, cái sự luyến tiếc khi mà thời gian trôi nhanh quá, từng nhịp cứ thoi đưa như thế, cứ nhịp nhàng như thế, cứ chảy trôi như thế. Và bây giờ đã đến độ cuối xuân rồi, những ngày tươi đẹp nhất của mùa xuân. Đó, ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Đấy nhá, đấy chính là hai câu thơ đầu của chúng mình. Rồi, ok. Được không? Các bạn hình dung ra chưa? Đấy là hai câu thơ đầu nhá. Thế thì bên cạnh miêu tả về thời gian thì để cho bức tranh mùa xuân thêm hoàn thiện, không thể thiếu đó chính là những hình ảnh của không gian. Được không? Và chúng mình hình dung đây chính là cảnh sắc này. Không gian tức nghĩa là tất cả những cái đối tượng ở xung quanh chúng ta, đó là cảnh thiên nhiên, đó là không khí, đó là màu sắc, đó là bầu trời, đó là thảm cỏ, vân vân. Thì đây, tác giả miêu tả không gian như thế này. Hiện lên ở trong những ngày đẹp nhất của mùa xuân, đó chính là hình ảnh của cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Được không nào? Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thế thì ở đây chúng mình thấy này, nếu như nói đây là một bức tranh, được không? Nếu như nói đây là một bức tranh nhá. Bức tranh thiên nhiên. Ok chưa? Thế thì trong bức tranh này màu nền của nó là gì? Đây, chúng mình sẽ xét về nền nhá. Tức nghĩa là ở đây người ta nói rằng tác giả Nguyễn Du vừa miêu tả khái quát lại vừa miêu tả cụ thể trong những câu thơ này đấy. Khái quát là đem đến cho chúng ta một cái nhìn mở rộng, nhìn bao quát về cả bức tranh này. Đó chính là màu nền của bức tranh. Khi mà được tô điểm bởi sắc xanh của cỏ, sắc xanh này là sắc xanh non nhá các em nhá, được không? Sắc xanh của cỏ non đấy là một sắc xanh tươi mơn mởn, tràn đầy sức sống của mùa xuân. Sắc xanh ấy còn trải tận chân trời, vậy là một cái màu xanh được mở rộng ra, nó vừa miêu tả được về màu sắc lại vừa miêu tả được về không gian rất là khoáng đạt. Đúng không các em? Vừa miêu tả được màu sắc lại vừa miêu tả được một không gian rất là khoáng đạt. Không gian như trải rộng ra mênh mông cơ mà. Phải trải rộng ra mênh mông thì mới thấy được là cỏ non xanh tận chân trời chứ. Các em hiểu không? Đây, chị vẽ ra chúng mình hình dung nhá. Đây là một bức tranh đi. Nếu ví hai câu thơ này là một bức tranh, thì nếu chúng ta là một người mà kiểu như là hữu hình hóa cái bức tranh này lên, chúng ta vẽ lại thông qua ngòi bút của tác giả Nguyễn Du, thì chúng ta có thể vẽ như thế này. Đây, đó chính là bầu trời xanh, đúng không? Bầu trời xanh, và ở đó là có thảm cỏ xanh trải tận ra chân trời. Được không nào? Ở đây chị lại không có màu xanh, nhưng chúng mình hình dung ấy là không gian mở rộng ra mênh mông, bao la và vô cùng khoáng đạt. Ở đó có sự trong trẻo của những ngày xuân chứ, đúng không? Ok chưa? Và cái sắc xanh của cỏ này trải rộng ra làm nền cho bức tranh, đem đến sức sống mơn mởn tràn đầy cho bức tranh xuân. Được không nào? Ok chưa? Và bức tranh ấy thì không phải là quá rộn ràng, cũng không phải là quá tưng bừng náo nhiệt, mà bức tranh này là một bức tranh rất là thanh bình. Được không? Rất là thanh bình. Thanh bình bởi sắc xanh của cỏ và thanh bình bởi màu xanh của bầu trời nữa. Ok chưa? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Không gian trải rộng ra mênh mông nhá các em nhá, chứ không phải là chấn động đâu. Đừng nghe nhầm xong rồi viết nhầm vào bài đấy. Ok chưa? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Ôi thôi chết rồi, lại bị lag à? Đâu? Chị vẫn xem bình thường luôn ấy. Chị có chuẩn bị một chiếc điện thoại nữa để theo sát với chúng mình. Được không nào? Các bạn theo kịp không? Các em theo kịp không?
Chị thấy vẫn ok này. Chị dùng một chiếc điện thoại khác thì xem vẫn khá là ok. Các bạn hiểu được đúng không nào? Các bạn hiểu vấn đề đúng không? Đây, chị đang phân tích đến câu thơ này, tức nghĩa là cỏ non xanh tận chân trời. Thì nếu như mà chúng ta là một cây bút, khi mà chúng mình đang cầm những cái màu sắc khác nhau đó, và chúng ta vẽ lên được một bức tranh, thì dựa trên ngòi bút, dựa trên những từ ngữ này của tác giả Nguyễn Du, ta hoàn toàn có thể vẽ lên được một bức tranh thiên nhiên mùa xuân với màu nền là màu xanh của cỏ, một màu xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống, và cũng là màu xanh của bầu trời nữa. Hai màu xanh ấy kết hợp là làm nên phông nền cho cả bức tranh mùa xuân. Ok chưa? Một bức tranh vô cùng tươi sáng này, nhưng cũng rất thanh bình. Đó, được không nào? Rồi, nhưng như chị đã nói, trong hai câu thơ này, tác giả Nguyễn Du vừa miêu tả khái quát, lại vừa miêu tả cụ thể. Cụ thể ở đâu? Nếu như khái quát ở câu này, thì cụ thể ở câu dưới nhá. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ồ, vừa có một cái nhìn khái quát cả cảnh vật luôn, nhưng cũng vừa có cái nhìn tinh tế để phát hiện ra là trên những cành lê có những bông hoa trắng nhỏ nhắn xinh xắn vừa mới nở. Đúng không? Đây, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Một vài bông hoa thôi. Đó, được không? Để chúng mình thấy được đây chỉ là những cái nét điểm xuyết nhỏ xíu xiu thôi, nhỏ li ti thôi. Vào trong cái bức tranh này chúng ta có thể hình dung một vài bông hoa. Được không? Hoa này hơi to, nhưng mà chị có thể, chị vẽ ra đây để các bạn hình dung ra như vậy. Tức nghĩa là cái thứ tự miêu tả là từ bao quát cho đến chi tiết cụ thể của tác giả Nguyễn Du nhá. Đó, ok chưa? Phân tích kỹ hơn ở câu thơ này. Bây giờ phông nền đã là màu xanh rồi, bây giờ lại còn những cái điểm xiết vào đó là màu trắng, thì các em lại càng thấy rõ hơn đây là một bức tranh vô cùng thanh bình. Đúng không? Một bức tranh thiên nhiên vừa tươi sáng, vừa trong trẻo, vừa tràn đầy sức sống nhưng cũng rất là thanh bình. Đó, và đặc biệt này, tác giả còn đảo ngữ. Phải là điểm trắng nhưng tác giả đã đảo từ trắng lên trước là để nhấn mạnh cái điều mà được đảo lên này. Đảo ngữ, tác dụng của nó là để nhấn mạnh điều được đảo lên, nhấn mạnh từ ngữ hình ảnh được đảo lên. Thế thì ở đây là nhấn mạnh cái sắc trắng của bông hoa lê. Mặc dù là điểm xiết nhưng rất nổi bật, đúng không các em? Mặc dù là điểm xiết nhưng nhờ cái cách miêu tả như thế này của tác giả, ta thấy được màu trắng này rất nổi bật đấy. Mặc dù là chỉ là một vài bông hoa nhỏ thôi, nhưng với cái đảo ngữ trắng điểm này, chúng ta thấy được đây là một màu trắng rất nổi bật. Một màu trắng của sự tinh khôi, càng làm tô đậm hơn nữa vẻ đẹp thanh bình cho bức tranh mùa xuân. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Nhá, đó, hình dung ra chưa? Đấy, vậy là cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Và miêu tả đến, khi mà phân tích đến hai câu thơ này, các em có thể liên hệ với cả hai câu thơ cổ của Trung Quốc. Tức nghĩa là khi đọc đến hai câu thơ này của Nguyễn Du, người ta nhớ ngay đến cả hai câu thơ cổ của Trung Quốc để có được sự so sánh nhá. Phương thảo liên thiên bích, lê chi sổ điểm hoa. Được không? Chị viết ra đây nhá để chúng mình so sánh này. Phương thảo liên thiên bích. Ok chưa? Lê chi sổ điểm hoa. Đó là hai câu thơ cổ của Trung Quốc. Ok chưa? Và trong hai câu thơ cổ này, người ta nói là Nguyễn Du đã sáng tạo hơn, có sự học tập nhưng mà đã sáng tạo hơn bằng những ngòi bút rất tinh tế. Thế thì sáng tạo như thế nào? Nếu như câu thơ cổ của Trung Quốc nhá, phương thảo là mùi cỏ thơm, được không? Thảo là cỏ, nhưng mà phương là gì? Phương là mùi thơm. Phương thảo liên thiên bích. Ok chưa? Nhá, mùi thơm của cỏ trải ra. Được không nào? Ok chưa? Trải ra bầu trời xanh. Đây, mùi thơm của cỏ trải ra bầu trời xanh. Bích là xanh, thiên là trời. Được không? Phương thảo liên thiên bích. Còn câu dưới, lê chi sổ điểm hoa. Cành lê. Lê chi là cành lê nhá. Sổ là nở. Điểm hoa là đây, điểm một vài bông hoa. Đó, ok chưa? Ở đây là điểm hoa nhá. Nhưng mà tác giả Nguyễn Du thì sao? Nếu như câu thơ cổ của Trung Quốc là miêu tả hương. Đây, phương là hương mà, được không? Mùi hương mà. Thì câu thơ của tác giả Nguyễn Du lại miêu tả sắc nhá. Đây, xanh, sắc. Tức nghĩa là hình ảnh màu sắc,
Được không? Nếu như câu thơ cổ của Trung Quốc là miêu tả về hương thơm, thì câu thơ của tác giả Nguyễn Du lại gợi lên chủ yếu và trọng tâm ở màu sắc. Một câu thì tả hương, một câu thì tả sắc nhá, đã có sự khác biệt rồi này. Tiếp tục, nếu như câu thơ cổ của Trung Quốc chỉ miêu tả một cách đơn giản là gì? Trên cành lê nở một vài bông hoa. Thế thì tác giả Nguyễn Du đã có sự sáng tạo và vô cùng tinh tế để chúng mình thấy nhá. Tác giả bên trên đã tập trung vào miêu tả màu sắc rồi, thì bên dưới cũng hô ứng với điều đó, nhấn mạnh về mặt màu sắc là trắng điểm. Còn bên dưới ở đây là sổ điểm, tức nghĩa là nở bông hoa thôi, được không? Cành lê nở một vài bông hoa thôi. Còn ở đây là tác giả nhấn mạnh về cái màu sắc của nó, trắng điểm một vài bông hoa, được không? Sắc trắng như điểm xuyết nhưng cũng vô cùng nổi bật trên nền màu xanh của cỏ và của bầu trời. Còn câu thơ cổ của Trung Quốc thì lại tập trung miêu tả về mùi hương, được không? Về mùi hương và không gian, chúng ta cảm giác như là không cảm nhận được cái sự trải rộng mênh mông giống như trong câu thơ của tác giả Nguyễn Du. Em thấy chưa? Ok không? Nếu như mà chúng mình muốn đi sâu và muốn cho bài viết của chúng mình gọi là có cái phần liên hệ mở rộng thật là đặc sắc, các em hoàn toàn có thể tham khảo phần này nhá. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo phần này. Ok chưa? Đấy, hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không? Được không? Hình dung ra chưa nào? Ok chưa? Lại bàn bạc cái gì đấy? Các em lại đang bàn bạc cái gì đây? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Ok chưa? Đó chính là bốn câu thơ trong đoạn trích Cảnh ngày xuân. Đây là bốn câu thơ rất đặc sắc và tiêu biểu cho nghệ thuật tả cảnh của tác giả Nguyễn Du. Vậy thì nhận xét về bốn câu thơ này, chúng ta có thể thấy là bằng những nét bút giống như là một người họa sĩ thần tình vậy, giống như là thay mặt cho thiên nhiên để điểm xuyết vào bức tranh này, thì tác giả Nguyễn Du đã vẽ lên trước mắt chúng ta một bức tranh mùa xuân đầy tươi sáng, sinh động, hài hòa về màu sắc, được không? Ok chưa? Nhá, tươi sáng, hài hòa, sinh động và vô cùng ấn tượng. Đây chính là cái phông nền để cho phần sau khi mà chị em Thúy Vân và Thúy Kiều đi chơi xuân, đi du xuân thì trở nên nổi bật. Và đây cũng là cái phông nền để cho những câu thơ sau miêu tả về cảnh lễ hội càng thêm rực rỡ hơn, được không? Các bạn hình dung ra không nào? Đấy nhá, ok chưa? Được không? Các em phản hồi cho chị biết đi. Hay là do chị không đọc được bình luận nhở? Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Đó nhá, đó chính là bốn câu thơ đầu. Rồi, chị thấy ở đây có những bạn chúng ta cũng rất là nhiệt tình. Đúng không? Đó, được không? Khi mà chúng mình nghe được và chúng mình ghi chép lại, chúng mình cũng bình luận luôn ở trong phần bình luận để những bạn mà không theo dõi các em cũng có thể theo kịp. Tuy nhiên các bạn cũng chủ động ghi chép ở trong vở giúp chị nữa nhá. Chứ đừng có nghe xong rồi thích quá thế là cứ bình luận mãi xong đến lúc chị giảng xong nó không kịp ghi cái gì vào vở thì cũng rất là nguy hiểm. Ok chưa? Đấy nhá. Đặc biệt là phần mà chị giải thích về hai câu thơ này. Chị thấy hai câu thơ này rất nhiều bạn biết đến, nhưng mà nhiều bạn lại không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó và chưa chỉ rõ ra được tác giả Nguyễn Du sáng tạo ở chỗ nào. Đó, thì chị cũng đã có một phần phát trực tiếp dành riêng cho hai câu thơ này rồi ở trên kênh fanpage học văn chị Hiên cho một cơ sở. Nên nếu bạn nào cần các em có thể xem lại nhá. Chúng mình có thể tìm kiếm và xem lại. Ok chưa? Đấy. Được không? Rồi, ok nhá. Vậy là chúng mình bên cạnh cái bút pháp tả người mà chúng mình đã được học trong hai buổi trước để thấy được sự tài tình của tác giả Nguyễn Du, thì đến buổi hôm nay, sau bốn câu thơ này, chúng ta lại càng thêm trân trọng ngòi bút của Nguyễn Du khi mà ông được phong xứng đáng là một bậc thầy trong việc miêu tả cảnh. Chỉ qua một vài những hình ảnh thôi mà người ta vừa cảm nhận được thời gian, vừa thấy được không gian, người ta vừa cảm nhận được bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc, được không? Với cái sự hài hòa, trong sáng, sinh động, người ta lại vừa cảm nhận được cái cảm giác trong thâm tâm khi mà luyến tiếc trước sự chảy trôi của thời gian. Được không? Ok chưa? Đấy chính là cái lời tổng kết cho chúng mình về bốn câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân đấy. Rồi nhá, chúng mình còn gì thắc mắc về bốn câu thơ này nữa không? Rồi đấy, gọi bạn bè của mình vào học rồi đấy. Chị đã thấy đông hơn rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa đạt được cái số lượng người tối thiểu xem phần phát trực tiếp đâu. Thế nên là chị cũng vẫn còn đang hơi chút buồn. Chị vẫn còn đang hơi buồn bởi vì là chúng mình càng ngày cái tinh thần càng bị đánh mất, càng bị sụt giảm.
Chỉ toàn thấy những cái tên quen thuộc thôi, còn những bạn mà xin vào sau thì lại chẳng thấy đâu hết. Cứ luyến tiếc bởi vì là không tham gia được cùng với chị, nhưng mà đến lúc mà buổi học diễn ra thì lại chẳng thấy đâu cả. Ok chưa? Các em đồng ý với chị không? Rồi, hiểu rồi đúng không nào? Nếu không có gì thắc mắc, chúng mình lại tiếp tục đi tìm hiểu tiếp nhá. Nội dung buổi học hôm nay sẽ khá là nhiều, nên chị mong các bạn sẽ hoàn toàn tập trung. Đây đã là buổi học về kiến thức cuối cùng ở trong khóa học mùa hạ rồi. Buổi ngày mai chị sẽ tập trung để chữa bài cho các bạn thôi. Thế nên nếu như có thắc mắc gì liên quan đến những phần mà chúng mình đã học, các em hãy hỏi chị luôn nhá, để chị sẽ giải đáp luôn cùng với chúng mình. Ok chưa? Thật sự thời gian trôi qua rất là nhanh. Khóa học mùa hạ của chúng ta trong tuần này bây giờ đã đi đến giai đoạn cuối rồi đấy. Chỉ còn một buổi học ngày mai nữa thôi. Được không nào? Thế nên chị sắp phải chia tay với các bạn rồi. Sắp không có tối nào, không có cái giai đoạn mà hàng tối sẽ lên phát trực tiếp cùng với các em nữa rồi. Được không? Chị cũng rất là cảm thấy rất là nhanh. Thời gian trôi qua rất là nhanh và rất là đáng tiếc luôn đấy. Nên là nếu như mà các em còn gì băn khoăn thì hãy trao đổi cùng với chị luôn. Ok chưa? Đấy, còn sau khi khóa học này kết thúc thì chị sẽ tập trung hoàn toàn vào trong khóa học mùa hạ và khóa học... À chị xin lỗi, chị sẽ tập trung vào khóa học kiến thức nền và khóa học văn VIP cùng với các bạn 2K7. Được không? Đấy, thế nên là nếu như mà bạn nào kết thúc khóa học mùa hạ này mà muốn học tiếp tục và học tất cả các văn bản khác trong chương trình, em có thể nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn đăng ký và áp dụng thẻ ưu đãi về học phí cho chúng mình nhá. Ok chưa? Tai nghe bút viết thân phát luôn đấy ạ. Được rồi, ok, rất là tốt, được không? Nên phát huy cái tinh thần đấy nhá, nên phát huy cái tinh thần đó, chứ chúng ta không được quá phụ thuộc vào tài liệu đâu. Đấy, rồi tiếp tục. Đó, thì chúng mình đã nắm được về cái ngòi bút tả cảnh của tác giả Nguyễn Du rồi đúng không? Và như chị đã nói, thì buổi hôm nay chúng mình còn tìm hiểu thêm về một trong những cái nghệ thuật rất đặc sắc của Nguyễn Du trong truyện Kiều nữa. Đó chính là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình các em nhá, được không? Tả cảnh ngụ tình. Và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình được diễn tả rất là rõ, được thể hiện rất là rõ và rất đặc sắc ở trong bộ 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Nói một chút về đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích này, thì đây là đoạn trích thứ 3 trong tổng số những đoạn trích rất quan trọng mà chúng ta học về truyện Kiều. Ok chưa? Thế thì nếu như nhá, đoạn trích cảnh ngày xuân và chị em Thúy Kiều là hai đoạn gần như liền nhau, tức nghĩa là cái không khí và cái tinh thần nó gần như giống nhau, là chưa có bất cứ một cái tai ương nào đến với cả gia đình của Thúy Kiều và đến với cả cuộc đời của nàng Kiều cả. Thì đến với đoạn trích này, nó hơi khác một chút xíu. Đoạn trích này là nằm ở phần sau của trong tác phẩm truyện Kiều rồi. Và trước cái phần này nhá, Kiều Lầu Ngưng Bích tức nghĩa là diễn tả cái cảnh, cái tình cảnh mà Thúy Kiều bị giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích các em ạ. Và khi mà Kiều ở đó ấy, thì nguyên nhân nó là như thế này. Trước cái đoạn trích này diễn ra thì Thúy Kiều để mà cứu cha và em thì đã phải bán mình chuộc cha và em, được không? Chuộc cha và em là Vương Quan đấy. Ok chưa? Thế thì trước đoạn trích này là Nguyễn Du đã kể chuyện Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh mua về, nhưng không phải là để làm vợ lẽ, mà là để bán cho gái Lầu Xanh, là để bán để làm gái Lầu Xanh, được không? Đó, cái tên Mã Giám Sinh nó rất là độc ác và danh ma như thế. Mã Giám Sinh mua Kiều chúng ta cũng được học cái đoạn trích đó, được không? Nhưng mà đó là đoạn trích đọc thêm thôi, thì có thể là chúng mình sẽ không học kỹ lưỡng ở trên lớp. Các bạn có thể đọc để nắm được cái tinh thần, để thấy được là tiếp tục cái nghệ thuật miêu tả người khi mà tác giả Nguyễn Du miêu tả Mã Giám Sinh hiện lên là một cái tên danh ma độc ác như thế nào. Ok chưa? Thế thì trước đoạn trích này nhá, là Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh lừa. Lừa là tưởng rằng là Mã Giám Sinh mua về để làm vợ lẽ, nhưng không. Mã Giám Sinh đã mua Kiều để rồi bán cho tú bà ở Lầu Xanh, để Kiều phải làm gái Lầu Xanh. Vốn là một người thiếu nữ khuê các và lương thiện thì tất nhiên là Thúy Kiều sẽ phản kháng lại. Nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận cái tình cảnh như vậy. Tuy nhiên trước cái sự phản ứng quyết liệt của Thúy Kiều, thậm chí là Thúy Kiều đã từng dùng cái cách là tự vẫn, từng dùng cái cách là giống như là Vũ Nương ý, là quyên sinh, được không? Tức nghĩa là tự vẫn. Nhưng mà nàng tự vẫn không thành và tiếp tục vẫn bị lừa. Để rồi cuối cùng nàng phải chịu cái cảnh là bị giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích đây. Và cái cảnh Kiều Lầu Ngưng Bích là một trong những đoạn trích rất là hay và đầy xúc động mà chúng mình được học ở trong chương trình. Nổi bật ở trong đoạn trích này chúng ta có 8 câu thơ cuối. Đây là 8 câu thơ cuối nhá các em nhá, được không? 8 câu cuối trong đoạn trích để diễn tả cho chúng ta về cái gì? Về cảnh. Nhưng thực chất đây là cảnh ngụ tình, tức nghĩa là tả cảnh, nhưng thực chất là để tả tâm trạng của Thúy Kiều, được không? Ok chưa? Nhá, cụ thể như sau.
Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Được không? Ok chưa các em? Các em hình dung ra không nào? Nhá, các bạn có hình dung ra không? Chúng mình hình dung ra chưa? Được không nào? Ok chưa? Đấy nhá, đấy chính là 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều là Ngưng Bích. Thế thì tìm hiểu về 8 câu thơ này, làm thế nào để ta hiểu được là vừa tả cảnh, lại vừa ngụ ý tả tâm trạng của tác giả Nguyễn Du? Thì bây giờ chị sẽ cùng với các bạn đi vào phân tích nhá. Các em hiểu không? Các em hình dung ra chưa? Đấy, đi từ khái quát đến cụ thể để các bạn, chúng ta chuyển cái cảm xúc nó hơi đột ngột. Khi mà vừa bên trên đều đang gọi là thả mình với cả cái không gian tươi đẹp của mùa xuân với biết bao nhiêu là niềm tin và hy vọng, đúng không? Thì đến bây giờ dường như chúng ta phải lắng lại cái cảm xúc của mình để cảm nhận về 8 câu thơ này. Hơi đột ngột một chút xíu nhưng mà chị mong là các bạn cũng sẽ nắm được tinh thần nhá. Chị mong là các bạn cũng sẽ nắm được tinh thần. Bởi vì là thời gian không cho phép, chị thì lại muốn cố gắng làm sao để đưa đến càng nhiều kiến thức cho các bạn càng tốt. Nên chị buộc phải chọn những cái phần đặc sắc ở trong mỗi đoạn trích để hướng dẫn các em thôi. Được không? Nếu như mà trong khóa học kiến thức nền hay là khóa học viết thì có nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ học cùng với nhau chi tiết đầy đủ về tất cả các văn bản, thì lúc đó nó sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên ở đây thì chúng mình gọi là phải chuyển cảm xúc hơi đột ngột. Chị cũng mong là các bạn có thể theo kịp. Ok chưa? Rất là xin lỗi các bạn điều đó, nhưng mà chị cũng mong là các bạn có thể thông cảm và chúng ta theo kịp cùng với nhau. Được không nào? Đấy nhá. Đấy, thì bây giờ đi vào phân tích 8 câu thơ này. Chúng ta thấy nhá, 8 câu thơ này, và hãy luôn nhớ cho chị là cái từ khóa là tả cảnh ngụ tình, được không? Tả cảnh ngụ tình cụ thể như thế nào? Là tả cảnh, mặc dù là chỉ tập trung miêu tả những cái ngoại cảnh xung quanh thôi, không có nêu là trực tiếp là tôi đang rất là buồn khổ, tôi đang rất là hoang mang, tôi đang rất là tuyệt vọng. Không, tác giả không nêu như vậy. Mà tác giả lại diễn tả những cái tâm trạng đấy thông qua việc tả cảnh. Đó chính là tả cảnh ngụ tình. Tức nghĩa là cảnh hiện lên không phải là chỉ có khung cảnh, mà còn ngụ ý ở trong đó là tình cảm, là cái tâm trạng của con người. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Đấy, thế bây giờ chúng mình sẽ đi vào phân tích 8 câu thơ này nhá. Nếu như bên trên chị hướng dẫn các bạn là phân tích phải chia bố cục trước, thì đến đây cũng thế. Với 8 câu thơ chúng ta sẽ chia ra làm 4 phần, cứ 2 cặp, đây này, được không nào? Cứ mỗi cặp lục bát thì sẽ là một cảnh. Chúng ta có cảnh 1 là 2 câu đầu, cảnh 2 là 2 câu tiếp, cảnh 3 là 2 câu tiếp, và cảnh 4 là 2 câu cuối. Được không? 4 cái khung cảnh hiện lên, và mỗi khung cảnh đều được mở ra bởi từ buồn trông. Đúng không các em? Nhá, nếu như đây là một cái khung cảnh thì nó được chia ra làm 4 cảnh nhỏ, và mỗi cảnh đều được mở ra bởi cụm từ buồn trông. Buồn trông mà không phải là trông buồn nhá. Buồn trông này, đây là biện pháp điệp từ, đúng không? Đây là biện pháp điệp từ. Khi mà từ buồn trông được lặp lại 4 lần và sau đó là mở ra những cái khung cảnh chất chứa đầy tâm trạng. Buồn trông ở đây chị sẽ giải thích cho chúng mình hiểu này. Buồn trông khác với cả trông buồn. Nếu như trông buồn là cái buồn từ ngoại cảnh tác động vào con người, được không? Ok chưa? Trông cái cảnh này sao mà buồn thế? Trông gương mặt của bạn này thi xong mà sao mà buồn thế? Đó, đó chính là trông buồn. Tức nghĩa là chúng ta bị cái chịu cái sự tác động từ ngoại cảnh bên ngoài và thấy buồn. Nhưng ở đây là buồn trông, tức nghĩa là từ trong sâu thẳm cái tâm trạng của chúng ta. Và ở đây là tâm trạng của nàng Kiều, được không? Từ trong sâu thẳm tâm trạng của nàng Kiều đã có cái sự buồn như thế này rồi, được không? Buồn trông thì lại là nỗi lòng buồn chi phối cách nhìn cảnh vật. Nó hoàn toàn khác nhau nhá. Một cái là cảnh vật bên ngoài tác động vào con người khiến cho con người buồn. Còn buồn trông thì lại là con người buồn và mang cái tâm trạng buồn đấy nhìn ngắm cảnh vật, khiến cho cảnh cũng nhuốm buồn theo. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Và bởi vậy cái điệp từ buồn trông này giống như là điệp từ của cảm xúc vậy. Nó giống như là, giống như là điệp khúc của nỗi buồn vậy. Ok chưa? Các em thấy không? Đầu tiên nhá, điều đầu tiên khi chúng mình phân tích 8 câu này là phải nêu được tác dụng của điệp từ buồn trông. Ok chưa? Đấy là điều cần phải nhấn mạnh với các bạn. Được không? Các bạn phải phân biệt được cho chị điều đấy nhá. Được không nào? Thấy không? Thấy không? Hiểu không? Các em hiểu không? Các bạn hiểu không nào? Đó, được không? Thế thì điệp từ là điều cần phải chú ý đầu tiên. Điệp từ.
Tiếp tục này, sau khi phân tích xong được điệp từ buồn trong rồi là giống như là điệp khúc của tâm trạng vậy, và cũng có thể liên hệ với câu thơ là gì, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thì ta nắm được tinh thần chung của bốn cái cảnh này là đều là bốn cái cảnh buồn, được không? Đều là bốn cái cảnh buồn, nhưng buồn như thế nào thì mỗi cảnh lại mang một cái tâm trạng nó khác nhau, mang một cái sắc thái khác nhau. Sau khi để ý đến điệp từ xong, chúng ta hãy để ý đến cả những từ lấy, được không nhá? Đây, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Đó, ok chưa? Rồi buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt doành, âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đây, ok chưa? Đây đều là những cái từ lấy, đúng không? Và những cái từ lấy nó mang sắc thái như thế nào? Nếu như thấp thoáng là thoáng hiện ra rồi lại mất, cứ thoáng hiện rồi lại thoáng mất đi, đúng không? Lúc có lúc không, nó cho đến cái sự bấp bênh không chắc chắn. Rồi là gì? Xa xa là ở phía đằng xa, rất khó để nắm bắt. Man mác là gì? À, man mác là để chỉ cái nỗi cô đơn trống trải, lan tỏa và chiếm lĩnh cả một không gian rộng lớn. Thế còn dầu dầu thì sao? Dầu dầu này bên cạnh là việc miêu tả về cái sắc cỏ, được không? Được không? Miêu tả về sắc cỏ thì nó còn thể hiện là cái tâm trạng buồn rầu nữa đấy. Ok chưa? Nhá, được không? Là gọi tả cái tâm trạng buồn rầu trước cái sự héo úa. Xanh xanh ở đây không phải là cỏ non xanh trải tận chân trời nữa rồi, mà xanh xanh ở đây là sắc xanh nhạt nhòa. Đúng không? Là sắc xanh nhạt nhòa kết hợp với cả nỗi cỏ dầu dầu ở bên trên. Thế còn ầm ầm, một từ lấy cho thấy là những cái vang động đầy dữ dội và mạnh mẽ, nó diễn ra xung quanh cái chỗ mà Thúy Kiều đang đứng. Đúng không? Ok chưa? Tất cả những cái từ lấy này đã góp phần khắc họa một khung cảnh tuy là đa màu sắc nhá, tuy là đa màu sắc, nhiều hình ảnh đấy, nhưng mà lại là màu sắc nhợt nhạt. Tuy nhiều là trạng thái, nhưng mà lại vô hồn. Tuy có hiện diện mà không neo đậu nổi một ấn tượng ấm áp. Tuy ít vận động, song lại chất chứa ở đó rất nhiều những cái dự cảm về biến cố và tai họa. Các em hình dung ra không? Được không? Nhá. Các bạn hình dung ra chưa? Việc mà tác giả sử dụng những cái từ lấy nằm trong mỗi cái cảnh này, không có cảnh nào là không có từ lấy hết. Và những từ lấy đó như chị vừa mới chỉ ra cho chúng mình đấy, từng từ lấy một, ý nghĩa của nó chị đã chỉ ra rất cụ thể rồi. Nhưng các em có thấy một cái đặc điểm chung đó là gì không? Mặc dù bốn cái khung cảnh này hiện lên nhiều màu sắc, nhưng đều là những màu sắc nhợt nhạt, đúng không? Tuy là nhiều trạng thái đấy, khi thì là cánh buồm thấp thoáng này, khi thì là ngọn nước man mác, hoa trôi man mác này, đúng không? Khi thì là nội cỏ dầu dầu rồi nối liền với cả chân mây mặt đất này, rồi là gì? Khi là tiếng sóng ầm ầm kêu quanh ghế ngồi. Mặc dù rất là nhiều trạng thái đấy, nhưng mà đều vô hồn, đúng không? Nhiều trạng thái nhưng mà đều vô hồn và khó nắm bắt. Tuy là nhiều cái sự hiện diện, tức nghĩa là rất nhiều hình ảnh, có cửa bể này, đúng không? Có thuyền này, có cánh buồm này, rồi có ngọn nước này, có hoa, đúng không? Rồi có nội cỏ, có chân mây, có mặt đất, rồi có gió, có sóng. Rất nhiều cái sự hiện diện của rất nhiều những hình ảnh. Thế nhưng không thể neo đậu nổi trong tâm hồn con người một cái dự cảm về sự ấm áp. Hiện diện nhiều hình ảnh như thế nhưng đều là xa xôi, khó nắm bắt, đều càng làm tăng thêm cho con người cái cảm giác hoang mang, rợn ngợp, cảm giác cô đơn lẻ loi, đúng không các em? Ok chưa? Và đặc biệt là gì? Tuy là cảnh này ít vận động đấy, nhưng mà lại chất chứa trong đó rất nhiều những cái dự cảm không hay, những cái dự cảm về biến cố và tai họa. Đó chính là tả cảnh ngụ tình. Các em hình dung ra không? Đó chính là tả cảnh ngụ tình. Các bạn hình dung ra không? Đấy nhá, được không? Được không? Đó, vậy là thứ tự miêu tả, thứ tự phân tích của chúng mình. Đầu tiên là nêu ra điệp từ, thứ hai là nêu ra một loạt những từ lấy và giải nghĩa từ lấy đấy, để thấy được là cái không khí chung, cái tâm trạng chung của Thúy Kiều khi mà cảm nhận cái khung cảnh này là như thế nào. Tức nghĩa là tác giả đã đặt mình vào tâm trạng của Thúy Kiều để mà miêu tả cái khung cảnh này. Đây là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm cảnh, các em nhá, là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm cảnh. Các bạn hiểu không? Ok chưa? Chị đã giảng rất là kỹ rồi đấy. Và chị nghĩ là với những cái điều này thì các bạn hoàn toàn có thể phân tích đầy đủ chi tiết cụ thể về 8 câu thơ. 8 câu thơ mà đã trở nên rất là ám ảnh với các anh chị 2K6 năm ngoái. Khi mà đồn ngột ôn về các văn bản văn học trung đại,
Sợ lắm, không biết ôn chuyện kiểu như thế nào. Đặc biệt là cái bút pháp tả cảnh ngụ tình này, nó vừa phải nêu được cảnh nhưng cũng vừa phải nêu được tình, vừa phải nêu được ngoại cảnh cũng vừa phải nêu được tâm cảnh nữa, thì rất là khó. Nhưng ở đây, trong buổi học ngày hôm nay, chị đã nói rất là rõ với chúng mình rồi nhá. Đừng bạn nào mất tập trung để rồi bỏ lỡ những phần kiến thức này. Ok chưa? Được không? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Đúng rồi đấy. Ok chưa? Ồ, Sơn viết rất là nhanh đấy, thật sự luôn đấy. Thái Sơn viết rất là nhanh, đã bình luận cho chúng mình để nắm bắt được rồi đấy. Bạn nào mà chưa kịp ghi, các em cũng có thể xem lại phần bình luận của Thái Sơn. Tuy nhiên là phải nghe rõ, chứ không là chị vừa rồi thấy Thái Sơn là bị ghi sai một số từ, nó làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu đấy nhá. Được không? Ok chưa? Đấy, thế bây giờ nắm được cái tinh thần chung như vậy rồi, chúng mình có thể đi sâu vào miêu tả và đi sâu vào phân tích từng cảnh một. Nào, cảnh đầu tiên: buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. À, đây là cái cảnh đầu tiên hiện lên với chúng ta, đúng không? Đây là cảnh đầu tiên hiện lên với chúng ta. Và đây là một cảnh rất là chân thực. Khi mà cửa bể chiều hôm, các em hình dung ở trong sách giáo khoa, đó là hình ảnh mà nàng Kiều đang đứng ở lầu Ngưng Bích và trông ra xung quanh, đúng không? Thì cái cửa bể chiều hôm này, nó vừa cho thấy được không gian và cũng cho thấy được thời gian chiều hôm. Cái cảnh hoàng hôn, nếu như mà đang buồn mà lại còn đứng trước cảnh hoàng hôn nữa thì còn gì buồn sầu hơn nữa. Lại còn đứng trong cái tâm trạng cô đơn để mà nhìn về hoàng hôn nữa thì biết bao nhiêu tâm trạng, biết bao nhiêu cái sự tủi nhục, đúng không? Biết bao nhiêu sự cô đơn lẻ loi cứ thế ùa về. Thế thì hiện lên giữa cảnh biển chiều hôm đó, cảnh bể chiều hôm đó là gì? Là cánh buồm, đúng không? Là thuyền ai, đại từ ai? Ai nhưng mà bất định, không biết là ai hết, đúng không? Đó, thế nên là nó lại diễn tả một cái sự hoang mang, không biết là sẽ đi đâu về đâu. Dường như là ấy, dường như là tới đây cái tương lai của Thúy Kiều, cuộc đời của Thúy Kiều, những cái gì may mắn nó cũng giống như là cánh buồm này này, đúng không? Nó rất là thấp thoáng thôi, là xa xa thôi, rất khó nắm bắt. Đấy, ok chưa? Dự cảm về tương lai nhá. Tiếp tục, cảnh thứ hai: buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Lại càng rõ hơn cái sự hoang mang vô định đó. Khi mà ngọn nước mới xa thì ở đó cuốn theo dòng nước ấy lại là hình ảnh bông hoa. Và hoa này phải chăng là cuộc đời của Thúy Kiều, đúng không các em? Hoa này phải chăng là cuộc đời của Thúy Kiều, khi mà cứ trôi dạt chưa biết là sẽ về đâu. Một cái sự hoang mang tột độ về tương lai của bản thân mình. Khi mà nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình, khi mà trải qua bao cuộc bể dâu, trải qua bao nhiêu sự đau đớn, trải qua bao nhiêu sự lừa lọc đắng cay, thì bây giờ khi mà một mình đối diện với chính mình, khi mà một mình trông ra khung cảnh xung quanh, thì nàng Kiều ở đó, cái nhuốm màu tâm trạng trong cảnh vật ở đây là cái tâm trạng gì? Buồn này, cô đơn này, hoang mang vô cùng các em ạ. Được không? Chính mình còn cảm thấy là cái bông hoa này này, cái dòng nước, em cứ hình dung nhá, cái dòng nước nó đang chảy xuống như này, được không nào? Ok chưa? Thì trên cái dòng nước này là một bông hoa lẻ loi, là cánh hoa lẻ loi. Đó, ok chưa? Và cứ trôi dạt thôi, dòng nước đẩy đi đâu thì sẽ trôi về đó thôi, không thể làm chủ cuộc đời của mình được, hoang mang vô định. Được không nào? Ok chưa? Hoang mang vô định. Và các em cứ hình dung ý, nàng Kiều trước đây, trước cái tình cảnh này là nàng đã trải qua bao nhiêu cái sự lừa lọc, trải qua bao nhiêu đắng cay và đau đớn, thì làm sao có thể vui vẻ được, đúng không? Thì làm sao có thể mà nguôi sầu đi được, làm sao có thể nguôi ngoai đi được, biết bao nhiêu cái tâm trạng cô đơn lẻ loi này. Ok chưa? Các em hình dung ra không? Đấy nhá, đấy là cảnh thứ hai. Rồi đến cảnh thứ ba thì sao? Buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Nếu như có sự so sánh, vừa rồi ta tìm hiểu là cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, rất là tươi sáng như thế, thì đây cũng là sắc xanh của cỏ. Nhưng mà là nội cỏ dầu dầu, là một sự héo úa, chẳng có chút gì là hy vọng hết. Đây là sự tuyệt vọng rồi đấy. Đây là sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng, đau đớn, đúng không? Ok chưa? Cái màu xanh xanh này không phải là màu xanh non mơn mởn nữa, mà xanh xanh này là xanh xanh của héo úa. Sắc xanh héo úa thì các em biết như thế nào? Càng nhìn càng thấy buồn hơn, càng nhìn càng thấy là cái thân phận của mình sao mà nó lẻ loi, mà nó đau đớn đến thế, đúng không các em? Ok chưa? Và cái màu xanh ấy nó cũng trải ra mênh mông. Bên trên là cỏ xanh, à cỏ non xanh tận chân trời, thì bây giờ là chân mây mặt đất một màu xanh xanh, là chân mây và mặt đất được nối liền bởi một cái sắc xanh héo úa này này.
Được không? Ok chưa? Đấy nhá. Và cuối cùng dường như cái sự tuyệt vọng của Thúy Kiều được đẩy lên đến tột cùng rồi. Được không nào? Là đã rơi vào cái đáy sâu của sự tuyệt vọng rồi. Khi mà buồn trong gió cuốn mặt duềnh, âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Nếu như ở đây là tuyệt vọng thì bây giờ là đã rơi vào cái sự tuyệt vọng tột độ rồi. Và còn thêm cả sự lo sợ nữa. Cô đơn, lẻ loi, mà xung quanh này, sóng cứ ầm ầm xô vào. Nó cũng giống như là bao nhiêu cái biến cố nó cứ ập đến cuộc đời của Thúy Kiều vậy. Nàng dự cảm được cái điều đó chứ, đúng không? Nhưng mà biết làm như thế nào đây? Tất cả đều gửi gắm cái tâm trạng vào trong cảnh vật xung quanh. Và Nguyễn Du đã thành công trong việc miêu tả cảnh vật như thế. Đấy chính là cái đặc sắc của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình kem nhá. Vậy là sau khi chúng mình khái quát về điệp từ buồn trông, nêu được ý nghĩa của điệp từ buồn trông, rồi nêu được ý nghĩa của những từ láy, thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cảnh một. Được không? Để rồi chúng mình kết luận được lại rằng là gì? Qua 8 câu thơ này thì mỗi từ ngữ, mỗi hình ảnh vừa miêu tả được thiên nhiên, lại vừa là một ẩn dụ về tâm trạng và số phận của con người. Được không nào? Ok chưa? Là tả cảnh nhá. Nhưng cảnh đó lại là ẩn dụ cho tâm trạng của con người. Đó chính là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, được không? 8 câu thơ đã kết thành một bức tranh thiên nhiên hoàn chỉnh, với mặt biển, chân mây, với cánh hoa nội cỏ, với gió cuốn sóng gào, vừa buồn thảm và vừa ghê sợ. Bức tranh thiên nhiên ấy đã mang ý nghĩa ẩn dụ cho cái cảnh ngộ cô đơn, cái tâm trạng buồn thảm, cái sự hãi hùng trước tương lai mờ mịt và một cuộc sống đang đầy sự đe dọa ở phía trước. Nó chính là logic tất yếu của tâm trạng Thúy Kiều khi vừa trải qua những tai họa và rủi ro, những đòn giáng kinh hoàng của số phận. Nó cũng đã dự báo về những giông tố cuộc đời sẽ tiếp tục giáng xuống cuộc đời của nàng Kiều kem ạ. Vậy là tóm lại, với 8 câu thơ này, chúng ta đã thấy được cái nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của tác giả Nguyễn Du. Và đó, thấu hiểu được cái tâm trạng của Thúy Kiều, rồi trân trọng, rồi là diễn tả lại tâm trạng của nàng Kiều để tạo được cái sự đồng cảm với bạn đọc. Thì đấy cũng chính là một biểu hiện của tư tưởng nhân đạo của tác giả Nguyễn Du. Hình dung ra chưa? Được không? Ok chưa? Nhá, tư tưởng nhân đạo của tác giả Nguyễn Du. Vậy là từng bước một, chị đã cùng với các bạn khai thác ý nghĩa của 8 câu thơ này. Nghe đến đây các bạn còn thấy 8 câu thơ này có khó không? Không khó đúng không? Không khó. Bởi các bạn thấy khó bởi vì nó có nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta cứ lần lượt bóc tách ra thì chúng mình sẽ phân tích được thôi. Quan trọng là các bạn có biết cách phân tích hay không? Quan trọng là chúng mình có biết cái thứ tự để viết? Quan trọng chúng mình có nắm được cái tinh thần hay không? Thì điều đó chị cũng đã rất cố gắng để truyền đạt đến các bạn rồi. Các em có hiểu vấn đề không nhở? Các bạn có hiểu không nào? Được không? Các bạn có hiểu được không? Ok chưa? Đó. Được không nào? Giảng xong tí thì hụt hơi rồi các bạn luôn đấy. Chị cũng đã rất là cố gắng rồi, nên chị cũng rất mong là sau khi khóa học này kết thúc, không còn nhiều cơ hội để đồng hành cùng với cả 2K7 nữa, thì những bạn mà chúng mình mong muốn là tất cả các văn bản, tất cả các tác phẩm chúng mình đều học cùng với nhau kỹ lưỡng, chi tiết như thế, các em cũng có thể chọn cách là đồng hành tiếp tục trong những khóa học tới đây cho 2K7 nhá. Ok chưa? Được không? Còn trong buổi hôm nay thì chị tin là với những phần chị vừa trao đổi với các bạn, chúng ta đã có được một cái nhìn, mặc dù chưa đủ cụ thể đi, mặc dù có nhiều bạn chúng ta cũng chưa thể theo kịp được, nhưng phần nào các em cũng đã nắm được tinh thần, nắm được những cái nét đặc sắc, nắm được cái tình cảm tâm tư của một ngòi bút thiên tài, đó chính là Nguyễn Du, khi mà dành cho số phận của nàng Kiều. Được không? Ok chưa? Em đang chép lại luôn à? Rất là xịn đúng không? Rất là xịn. Chị cũng hiểu cái cảm giác đấy chứ. Khi mà đi học mà kiểu được nghe một cái phần nào đấy mà cô giáo nói mình cảm thấy rất là tâm đắc, thì thực sự là muốn ghi lại như muốn nuốt lại từng lời luôn ấy. Thì chị cũng mong là truyền đạt đến cho các em cái cảm xúc như thế. Chị cũng mong là những cái phần kiến thức này các bạn sẽ nắm bắt được này, sẽ trân trọng và sẽ thể hiện thật là tốt trong những bài chúng mình viết, cảm nhận về các đoạn trích ở trong truyện Kiều. Và đặc biệt là các bạn đỡ sợ nhá, các bạn không còn sợ nữa khi mà chúng ta học văn hay là chúng ta học về văn học trung đại. Các em có thấy hay không? Rất là sâu sắc đấy. Bạn nào mà học tốt văn học trung đại thì cũng một phần là các bạn cũng có một cái sự sâu sắc trong tâm trạng của mình. Được không? Các em cứ hiểu như thế để chúng mình thêm cái sự lạc quan này, thêm cái sự yêu mến này. Ok chưa? Được không nào? Được không? Các bạn hình dung ra không?
Học như này thích ghê ấy, nhưng mà cũng tiếc quá bởi vì còn mỗi buổi hôm nay chị được nói hết mình cùng với các bạn như vậy rồi. Đến buổi ngày mai là chị sẽ tập trung chữa bài cho các em đấy. Được không? Nên là buổi hôm nay thật sự là vừa học nhưng mà vừa nói nhưng mà cũng muốn là thời gian nó cho chậm lại. Để có được trao đổi nhiều hơn cùng với các em. Thì các em còn phần nào chưa hiểu không? Các bạn còn phần nào chưa hiểu không nào? Ok chưa? Đó. Học như này thích. Thì các em có thấy là trong tài liệu về bài chị em Thúy Kiều chị cũng trình bày như thế này không? Tức nghĩa là chị trích thơ cho chúng mình này. Chị bôi màu sắc cho từng từ ngữ này, giải nghĩa từng từ này. Sau đó chị viết lại ở bên dưới. Sau đó chị viết lại thành những cái ý, nhưng mà ý cũng viết rất là chi tiết ở bên dưới đấy. Thế nên là với cả đoạn trích cảnh ngày xuân hay là Kiều Lầu Ngưng Bích, chị cũng vẫn sẽ làm cái cách đó. Nhưng tài liệu chỉ dành cho những bạn làm bài tập đầy đủ mà thôi. Ok chưa? Đấy nhá. Có sự thay đổi, có sự khác biệt một chút xíu với phần tài liệu cuối cùng này. Chị cũng mong là các bạn sẽ hình dung ra được và chúng mình sẽ làm thật là tốt để nhận về những cái tài liệu đặc sắc như thế nhá. Ừ, ok không? Rồi. Đoạn cao trào thì em lại không gõ kịp. Khổ thân. Các em có thể xem lại, nhưng mà cố gắng là xem lại nhanh nhanh nhá. Kết thúc buổi học ngày mai thì đến hôm thứ bảy hoặc là cùng lắm là đến chủ nhật là chị sẽ xóa tất cả. Bởi vì các em thấy đấy, hay mà chả thấy các bạn vào học gì cả, chị cũng buồn lắm chứ. Cứ kêu gào mãi mà chúng mình chẳng có sự chủ động gì cả. Nên là đến cuối tuần này thì chị sẽ xóa tất cả những phần phát trực tiếp. Ok chưa? Đó, thế nên nếu như mà chúng mình muốn học và chúng mình có được một cái bộ bài giảng mà chúng mình có thể xem đi xem lại được, thì các em hãy tham gia vào khóa học kiến thức nền cùng với chị, được không? Đó, được không nào? Bởi vì khóa học kiến thức nền của chúng mình nhá, nó lại còn có cái sự ưu đãi với các em nữa cơ. Khi chúng mình được giảm 100k về mặt học phí mà học tận 45 buổi học, trong đó 30 buổi là học về kiến thức nền của các văn bản trong chương trình. Bài nào dài chúng ta sẽ học trong 2 buổi, 3 buổi. Đó, bài nào ngắn chúng mình học trong 1 buổi. Đấy, và bài nào cũng sẽ học đầy đủ và chi tiết, cụ thể, cặn kẽ. Có tài liệu, có bài tập làm. Rồi chúng mình có 15 buổi để chữa bài tập nữa. Đấy, nên là chị cũng nghĩ là không còn gì cụ thể và chi tiết hơn cho các em nữa đâu. Ok chưa? Được không nào? Rồi. Được không, được không? Chị bắt buộc phải thế thôi, bởi vì là chị cũng đã hứa với các bạn rồi mà. Chị cũng không thể nuốt lời được. Chị cũng đã thống nhất với các em trong buổi học trước rồi đấy. Là chỉ cần chúng ta có một buổi mà không đủ 120 bạn vào học là chị sẽ phải xóa thôi. Đấy. Chị cũng biết là chúng mình rất là mong muốn, nên là các em hoàn toàn có thể xem lại ngay trong những buổi này đi. Chúng ta chưa phải học nhiều đúng không? Các em có thể xem đi xem lại ngay trong những buổi này, ghi chép đầy đủ lại, thì chị nghĩ là cũng đã giữ lại được những cái phần kiến thức hay ho rồi đấy. Ok chưa? Chị vẫn giữ cái thời gian đủ để các bạn có thể ghi chép lại được mà. Ok không nào? Rồi. À, phần này đúng không? Những cái phần Kiều Lầu Ngưng Bích này đúng không? Thì chị vẫn dùng bút Kako nhá, được không? Đây, các em nhìn thấy không? Đây, bút này, được không? Chị cũng dùng vẫn là cái bút đó nhưng mà là bút màu xanh. Vẫn dùng cái bút này nhưng mà là bút màu xanh. Bút này viết thích cực các em ạ, mỗi tội là nó đắt. Mỗi tội là nó hơi đắt. Thế nên nếu như mà bạn nào mà thích viết bút nước ấy, bút gel ấy, được không nào? Bút gel ấy thì các em có thể tham khảo bút, chị vẫn hay gọi là bút chữ A ấy. Ok không? Chị vẫn hay gọi là bút chữ A thì bút đó cũng viết rất là thích và tạo được cái sự đậm nét, rõ nét cho bài viết của mình. Còn bạn nào quen viết bút bi thì chúng mình cũng có thể luyện viết bằng bút bi. Đó, quan trọng là chúng mình thích viết bút nào và các em chăm chỉ luyện viết để cho chữ của chúng ta đẹp hơn. Chứ như chữ của chị bây giờ chị vẫn đang phải luyện tiếp đây này. Chị cũng vẫn chưa hài lòng và chưa thỏa mãn với những cái cách ghi chép như thế này đâu. Đó, thế là ai trong chúng ta cũng phải luyện tập thôi. Ok chưa? Được không nào? Đó, chị đã trả lời rồi đấy. Nên là em có thể tìm ở trên các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Shopee này, ví dụ như là Lazada này, thì đều có cái hãng bút này cả. Bút Kako, được không? Bút Kako. Viết rất là trơn, viết rất là êm, mỗi tội hơi đắt. Được không nào? Còn chúng mình là học sinh thì chị cũng khuyến khích chúng mình mua những cái loại bút mà nếu như mà hết mực chúng mình thay cũng không quá tốn kém. Ví dụ như là bút của Thiên Long này, đấy, bút chữ A này, rất là nhiều các loại chúng mình có thể tham khảo. Ok không nào? Rồi, các em còn gì thắc mắc về những cái phần kiến thức này không? Hay là còn gì thắc mắc về lộ trình ở trong khóa học mùa hạ này của chúng mình không? Buổi gần cuối rồi, tự dưng lại muốn chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Buổi gần cuối, tự dưng lại muốn chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Các em có câu hỏi gì muốn đặt ra không?
Cấp 3 thi chuyên ban luôn cho máu. Tội gì có cơ hội cứu thi nhá. Tội gì các bạn nếu có cơ hội chúng mình cứu thi. Nếu như mà không hoàn toàn tự tin, các em cũng có thể coi đấy là một lần thử sức mà, được không? Nếu như chúng mình có cơ hội thi chuyên, các em cứu thi đi. Chúng ta đấy là một cái cơ hội rất là tốt để mình thử sức. Đỗ được thì rất là tốt. Và thậm chí là đỗ rồi chúng mình vẫn có cơ hội để lựa chọn mà, vẫn có thể suy nghĩ lại được. Đây là các em cứu thi đi. Càng thi được nhiều chúng ta càng được cọ sát, càng được thể hiện và càng được thấy được cái khả năng của mình. Ok chưa? Nên nếu như mà chúng mình có ý định các em cứ tập trung ôn với chúng mình học thật là tốt này, chăm chỉ này, đặt ra cái mục tiêu cho mình và cứ thi để mà thử sức. Ok không? Ừ, được không nào? Không có sợ hãi gì hết nhá. À, về chuyện thì chuyện Người con gái Nam Xương chị đã dạy từ buổi đầu rồi. Còn đối với cả các văn bản truyện văn học Việt Nam hiện đại, ví dụ như là Làng này, Lặng lẽ Sapa này, Chiếc lược ngà này, rồi là gì nữa nhở, Những ngôi sao xa xôi, ok chưa, thì những văn bản đó chị sẽ dạy ở trong khóa học kiến thức nền. Nên nếu như mà chúng mình muốn tiếp tục học, các em có thể đăng ký tham gia khóa học kiến thức nền và áp dụng thẻ ưu đãi giảm 100k về học phí cho chúng mình nhá. Ok chưa? Đấy. Chị Lan Anh thì hay phát trực tiếp cùng với chúng mình ở trong những cái group lớn hơn, ví dụ như là group 2K7 thực chiến. Các em cũng có thể theo dõi ở trong đó, chị Lan Anh trao đổi với chúng ta với những cái chủ đề nhỏ trong văn học. Và chị tin là với những cái phần chia sẻ như thế, chúng ta được đi sâu này, chúng ta được nắm bắt khá là nhiều những cái kinh nghiệm. Chị Lan Anh cũng đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội và khoa ngữ văn. Thế nên chị tin là có rất nhiều những cái kinh nghiệm hay dành cho những bạn đam mê môn văn đấy. Các em cũng có thể theo dõi, được không nào? Theo dõi. Và chị Lan Anh cũng là trợ giảng ở trong khóa học kiến thức nền, sẽ là người trực tiếp đọc bài, chữa bài, chấm và chữa cùng với chúng ta, được không? Đấy. Ok chưa? Khóa học VIP và khóa học kiến thức nền thì đều là chị đứng lớp các em nhá. Và chị là chị Quỳnh, được không? Hôm qua có một cái chủ đề trao đổi ở trong nhóm chat là các em không phân biệt được chị Hiên, chị Quỳnh và chị Lan Anh. Thế nên chị mới treo thưởng là bạn nào mà phân biệt được là chị thưởng phần thưởng siêu to khổng lồ. Bởi vì cái điều này chị thấy nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì từ trước chị cũng tham gia cùng với cả cái quá trình mà chị Hiên đồng hành với các anh chị thi cấp 3, thi đại học ý, được không? Và chị cũng đã được học hỏi rất là nhiều cách giảng dạy này, cách nhấn nhá, cách nói chuyện, được không? Và cái cách mà truyền đạt của chị Hiên. Thế nên sẽ có nhất định những cái phần mà chị học hỏi được từ chị Hiên. Và chị Lan Anh cũng như thế. Và tất cả đều nhằm một cái mục đích là diễn đạt tốt nhất đến cho các em thôi, được không? Nên là chúng mình cũng không cần phải băn khoăn nhiều gì về phần đấy cả. Nên là nếu như mà chúng mình cần thì chị có thể giới thiệu ngay từ đầu buổi để các bạn đỡ bị nhầm lẫn. Nhưng mà các em cứ chào chị Hiên được, chị Quỳnh cũng được. Chị đều biết là các bạn chăm học là được. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác. Nếu như mà chị trao đổi cùng với chúng mình về phần kiến thức thì chị Lan Anh sẽ trao đổi cùng với các em về phần bài tập. Đó, nên là chúng mình sẽ có nhiều các anh chị trong đội ngũ hỗ trợ chúng ta. Và các anh chị cũng đã lập nhóm Zalo cho các bậc phụ huynh có học sinh ở trong, à có con em tham gia vào trong các khóa học của văn chị Hiên. Tất nhiên rồi, các nhóm phụ huynh đó thì các anh chị cũng sẽ gửi thông tin thường xuyên để phụ huynh cập nhật được tình hình học của chúng mình. Bởi vì chúng mình là ở độ tuổi vẫn còn khá là nhỏ ấy, thế nên là cần có sự sát sao của phụ huynh nữa thì việc học tập sẽ đạt được hiệu quả hơn. Và đó cũng là một cách để các bậc phụ huynh tin tưởng vào việc chúng mình học online. Ok chưa? Sẽ không để cái việc học online của chúng mình là ra ngoài cái tầm kiểm soát được. Phải có sự đồng hành của bố mẹ nữa. Đấy, nên là nếu như mà chúng mình mà bố mẹ chưa đồng ý cho việc học online thì các em cũng có thể trao đổi và cũng có thể trình bày với bố mẹ như vậy để bố mẹ yên tâm nhá. Ok không nào? Rồi. 8 câu thơ ấy có thể là một bức tranh tứ bình về tâm trạng không ạ? Bức tranh tứ bình này thì đầu tiên chúng mình hiểu tứ là 4, đúng không? Và tứ bình thì thường là để người ta dùng cái hình ảnh là 4 cái hình ảnh đặc trưng nhất ở trong thiên nhiên. Và cái con số 4 đấy thường nó diễn ra rất là nhiều, nó xuất hiện rất là nhiều trong cái văn hóa, trong cái phong tục khi mà đất nước ta hay là ở Trung Quốc, ở cái thời Trung Đại, được không? Ví dụ như là 4 bức tranh về 4 mùa xuân hạ thu đông này, hay là long ly quy phượng này, hay là tùng cúc trúc mai này. Ok chưa? Thế ở đây tứ bình cũng có thể hiểu là 4 cảnh khác nhau. Và ở đây ấy thì chị không hay gọi là bốn cái bức tranh này là bức tứ bình. Chị không hay gọi là bức tứ bình bởi vì là chị thấy được có cái sự tương đồng
Và trong tâm trạng trong bốn cái bức này, được không nào? Trong bốn cái khung cảnh này thì chúng ta thấy là nó rất là thống nhất về mặt tâm trạng. Ok chưa? Nhưng mà nếu chúng mình gọi là tứ bình thì cũng có nét đúng đấy, bởi vì nó là bốn cái bức tranh khác nhau. Còn nếu như mà xét về tâm trạng thì tâm trạng chị thấy nó rất là thống nhất trong cả bốn cái bức này, được không? Đấy là lời lý giải của chị nhá, em có thể tham khảo. Ok chưa? Hoặc chúng mình cũng có thể tham khảo thêm những phần trao đổi với cả thầy cô nữa. Nhưng ý tưởng này chị thấy khá là hay đấy, được không nào? Ý tưởng này chị thấy cũng khá là hay đấy. Rồi, đó, Trịnh Huệ đã hiểu vấn đề chưa nào? Rồi, còn thắc mắc gì nữa không các em? Rồi, ok. Nếu như mà chúng mình không còn thắc mắc gì về mặt kiến thức trong buổi hôm nay nữa thì bây giờ chị cũng sẽ chuẩn bị kết thúc phần phát trực tiếp này thôi. Chúng ta đã học cùng với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Và 3 buổi, đến hôm nay là buổi thứ 4, 4 buổi học đã trôi qua. Chị thực sự cảm thấy rất là biết ơn các em khi mà các em đã truyền cho không chỉ là chị này mà tất cả các anh chị khác trong team học văn chị Hiên, truyền cho các anh chị cái động lực và truyền cho các anh chị cảm thấy được, hiểu được cái tinh thần học hỏi của các bạn khi mà chúng ta chưa vào năm học. Nhưng đây, số lượng những bạn tham gia hay là số lượng các bạn điểm danh để nhận tài liệu hay là việc chúng mình tương tác trong các nhóm chat, tương tác trong các buổi học cũng đủ để thấy là các bạn chăm chỉ như thế nào. Hãy cố gắng giữ vững cái tinh thần chăm chỉ này nhá. Và chị cũng rất rất mong nếu như mà thời gian tới đây có thể tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong những khóa học dành riêng cho 2K7 để đem đến nhiều những cái kiến thức đầy đủ, chi tiết và chuyên sâu hơn nữa đến với cả các em. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đến buổi ngày mai là buổi cuối cùng, hãy cố gắng hoàn thành bài tập để chị có thể chấm chữa được cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học ngày mai. Và hãy nhớ là cái thẻ ưu đãi của chúng mình cũng sắp hết hạn rồi đấy. Thẻ ưu đãi chỉ có thể áp dụng khi mà khóa học mùa hạ diễn ra thôi. Nên khi khóa học mùa hạ kết thúc cũng đồng nghĩa với việc là chúng mình không còn có thể sử dụng được thẻ ưu đãi nữa. Thế nên hãy nhanh tay, nếu như muốn đăng ký khóa học thì hãy tận dụng cái cơ hội được ưu đãi về mặt học phí và nhắn tin về cho chị để áp cái mã khuyến mại này nhá. Ok không nào các em? Rồi, còn bây giờ chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi và chị hẹn gặp lại các bạn vào buổi học ngày mai nhé. Bye bye!